Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng Ngày Mới ngày 24 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, hôm qua 23 tháng 5, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ điểm lại một số hình ảnh đặc biệt trong ngày trọng đại hôm qua. Ngay sau đây là nội dung chương trình. Tự hào, hồi hộp và háo hức có lẽ là tâm trạng chung của các cử tri trẻ tuổi, đặc biệt là những cử tri lần đầu tiên được đi bầu cử trong ngày trọng đại hôm qua. Những cử tri trẻ vinh dự được cầm lá phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn sáng suốt người đại biểu vào các cơ quan quyền lực của nhà nước. Năm nay vừa tròn 18 tuổi, với Đào Đỗ Ngọc Mai, cử tri tổ 10 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, cảm nhận được rõ hơn niềm tự hào của một người trưởng thành. Đó là đi bầu cử để lựa chọn những người xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước khi vào bỏ phiếu, Ngọc Mai đã dành thời gian nghiên cứu kỹ thông tin về tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác, chương trình hành động của các ứng cử viên để xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng. Vâng, em cảm thấy rất tự hào khi đã được trưởng thành và góp công sức mình để chọn ra Hội đồng Nhân dân mới của nhiệm kỳ mới. Vâng, em cảm thấy cuộc tuyên truyền này rất là có ích và khiến mọi người hiểu biết thêm nhiều về cuộc bầu cử này. Và em thấy là trong thời kỳ dịch Covid-19 thì việc tuyên truyền bầu cử như này rất là tốt và đến đây công tác chuẩn bị cho việc phòng dịch rất là tốt. Tự tay bỏ lá phiếu thì em cảm thấy rất là hồi hộp và rất là thú vị khi lần đầu được trực tiếp bầu cử, chọn ra những người mình tín nhiệm ạ. Phấn khởi, tự hào, xen lẫn những kỳ vọng gửi qua từng lá phiếu cũng là cảm xúc chung của cử tri trẻ Triệu Tường Duy, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng. Qua tuyên truyền, Duy đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân. Em là thấy rất vinh dự và tự hào khi trong cái tờ lá phiếu có tên mình đã được nghe qua tuyên truyền của tỉnh và được thông qua truyền thông các kiểu thì em đã tìm hiểu kỹ và lựa chọn và gửi gắm tâm tư nguyện vọng mong là tìm được người đủ đức đủ tài để phát triển xã hội đất nước mình hơn. Còn với bạn Phan Thị Thu, cuộc bầu cử lần này đặc biệt hơn rất nhiều, bởi đây cũng là lần đầu tiên Thu vừa là một cử tri trẻ, vừa là một ứng cử viên Hội đồng Nhân dân thành phố. Đại biểu lần đầu, được nhiệm kỳ lần đầu tiên mình có cảm xúc là thấy rất là hồi hộp. Mình cũng được lần đầu được đi làm bầu cử trên Hội đồng thành phố nên là mình rất là thấy hồi hộp. Kỳ vọng là nếu mà được bầu cử ấy, thì mình cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của một người đại biểu nhân dân, sẽ hết sức vì nhân dân để đưa ra những ý kiến cho nhân dân để được giúp cho nhân dân. Hòa chung vào ngày hội lớn của non sông, cử tri tuổi trẻ với lá phiếu của mình đều mong muốn kỳ vọng những đại biểu trúng cử sẽ có những chương trình hành động đem đến sự phát triển tích cực cho đất nước. Thưa quý vị, trong kỳ bầu cử năm nay có một số điểm mới, đó là bầu cử đi đôi với phòng chống dịch COVID-19. Vậy làm thế nào để an toàn? Bên cạnh chủ động của các cấp các ngành và mỗi khu dân cư còn phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Theo ghi nhận của phóng viên tại một số điểm bầu cử ngày 23 tháng 5, các ban tại tổ bầu cử dân phố đã nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Cử tri đi bầu cử đều tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Tại đơn vị bầu cử số 6 phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng có 878 cử tri tham gia bầu cử. Ngay từ sáng sớm, các cử tri đã chủ động sắp xếp thời gian làm việc để tham gia bầu cử đầy đủ nhất. Cầm lá phiếu trên tay, mỗi cử tri đều nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân và tầm quan trọng của mỗi lá phiếu. Ông Đinh Cao Sơn vẫn đi xe máy đến nhà văn hóa xóm để họp mỗi khi nhận được thông báo. Nhưng hôm nay, trong ngày diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước, ông đã quyết định đi bộ đến điểm bầu cử để vừa đi, ông có thể chia sẻ những cảm nhận, suy nghĩ của mình với anh em trong tổ dân phố. Ông mong muốn các cử tri cũng giống như mình, sẽ sáng suốt lựa chọn ra những người đại biểu xứng đáng, xứng tầm với kỳ vọng của nhân dân. Đồng thời tất cả đều có chung trách nhiệm và nghĩa vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng. Thì nói chung là mọi gia đình đều được nghe và tuyên truyền về cuộc vận động bầu cử Quốc hội với lại Hội đồng Nhân dân các cấp.
đồng thời cũng được nói rõ về cái chuyện về phòng chống Covid của trong tình hình chung của cả nước ta. Qua quan sát của tôi ấy, thì nhìn thấy ấy, thì coi như là toàn dân trong tổ bầu cử số 6 này thì cũng đều là chấp hành tốt các quy định của bên dịch tễ về phòng chống Covid. Mọi người đến đều có như là có ý thức đeo khẩu trang, thực hiện 5K. Qua cái sự kiện là trọng đại của cả nước hôm nay thì riêng cá nhân tôi cũng rất mong muốn là được nhân dân sáng suốt đấy, lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng, xứng tầm với sự kỳ vọng của nhân dân. Để chủ động phòng chống dịch, Ban bầu cử số 6 phường Tân Giang đã chủ động phối hợp với các lực lượng như công an, dân quân, y tế, thành lập các chốt chặn, phân nhóm cử tri khi vào bầu cử để đảm bảo đúng khoảng cách. Trước cửa ra vào khu vực bầu cử có bố trí dung dịch sát khuẩn tay. Cùng với đó, lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế đối với từng cử tri. Để thuận tiện và rút ngắn thời gian bầu cử, Ban bầu cử số 6 phường Tân Giang đã linh hoạt đến từng hộ gia đình, phát phiếu khai báo y tế và hướng dẫn kê khai tại nhà để các cử tri tự kê khai và mang theo nộp tại điểm bỏ phiếu. Với sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của các thành viên trong ban bầu cử đã tạo được tâm lý thoải mái, phấn khởi cho các cử tri tham gia bầu cử. Đồng thời, công tác vận động người dân tham gia bầu cử và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 được ban bầu cử coi là hai nhiệm vụ quan trọng song song. Hôm nay là ngày bầu cử của toàn quốc. Thì trước và trong quá trình bầu cử thì ban bầu cử của phường cũng như tổ bầu cử của các tổ dân phố, các phòng phiếu đã có sự chỉ đạo rất sát sao của ban bầu cử cấp trên. Cả bầu cử và chống dịch luôn luôn quan niệm là phải song hành. Trong ngày bầu cử thì tôi có nhấn mạnh là phải thực hiện tốt cái 3K, bao gồm là đeo khẩu trang, khử khuẩn và khoảng cách. Mọi người đi bầu cử ở đây đều đeo khẩu trang, rất tôn trọng cái chỉ đạo của ban bầu cử. Với tinh thần chung tay phòng chống dịch, tôi tin rằng là dịch bệnh COVID sẽ được đẩy lùi. Đồng thời, để hạn chế tập trung đông người, ban bầu cử đã giảm số lượng người tham dự lễ khai mạc và thực hiện đúng khoảng cách giữa mỗi cử tri là 2 mét. Tất cả đều thực hiện đúng và nghiêm túc về phòng chống dịch tại đơn vị bầu cử. Đối với tổ bầu cử số 6 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng cũng vậy. Mọi cử tri khi đến bầu cử đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ban bầu cử. Cử tri đến đây đều giữ đúng khoảng cách đã quy định, không tập trung nói chuyện và thực hiện đứng xếp hàng để chờ đến lượt vào bầu, tránh chen lấn, tập trung đông người gây tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh. Ông Nguyễn Đức Quỳnh ở tổ 10 phường Hợp Giang năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng ông vẫn minh mẫn và phấn khởi khi tham gia bầu cử. Từ sáng sớm, ông đã đến xếp hàng để chờ đến lượt vào bầu. Ông đọc và tìm hiểu rất kỹ về tiểu sử của các đại biểu, để từ đó sáng suốt tìm ra người đại biểu xứng đáng nhất. Với ông, việc tham gia bầu cử và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh là hai nhiệm vụ quan trọng mà mỗi người dân cần nghiêm túc thực hiện. Cán bộ khu phố đến đã truyền đạt cho tinh thần bầu cử và tinh thần chống Covid trong cái bầu cử. Làm thế nào cho an toàn và tuyệt đối và thành công trong cả bầu cử và cả trong cái việc phòng chống Covid cho toàn dân, cho tất cả mọi người. Thế bước vào khu bầu cử thì tất cả mọi người đều thực hiện quy chế bầu cử rất tốt, tức là khoảng cách này, đeo khẩu trang này, rồi thực hiện đúng 5K, đúng không ạ? Thế rồi thì là vào theo đúng thủ tục được sự hướng dẫn của ban bầu cử, thì chúng tôi làm theo đúng cái trách nhiệm nghĩa vụ của mình, thấy rằng chúng tôi thực hiện đúng cái trách nhiệm nghĩa vụ của người công dân được bầu cử trong cái dịp này, nhất là trong cái dịp Covid này nữa, thì chúng tôi lại hoàn thành được cả hai việc với tinh thần chung tay góp sức cả dân, toàn quân, toàn dân cả nước chung tay chống Covid. Và trong cái chiến dịch bầu cử này thì chúng tôi nghĩ đây là một việc rất là trọng đại mà tất cả mọi người đều thực hiện và thực hiện tốt. Được nghe phổ biến về nội quy, quy chế bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, cử tri đã nhanh chóng làm thủ tục tiến hành bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ trình độ, năng lực tham gia đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày hội bầu cử năm nay được coi là ngày hội đặc biệt vì diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Một lúc, chúng ta phải thực hiện cả hai nhiệm vụ, vừa phòng chống dịch, vừa tham gia bầu cử. Bà Đỗ Thị Xuyến, tổ trưởng tổ bầu cử số 6, phường Hợp Giang, nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc tham gia bầu cử. Bà và các thành viên trong ban bầu cử luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động bầu cử, đi đôi với tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng, nhất là trong giai đoạn dịch ngày càng bùng phát, phức tạp như hiện nay. Tôi cũng đã công tác nhiều năm và đã được rất nhiều lần đi bầu cử. Nhưng năm nay tôi thấy là một cuộc bầu cử diễn ra hết sức đặc biệt trong tình hình COVID trong cả thế giới và nhất là Việt Nam trong giai đoạn này là rất là cấp bách. Trong công tác bầu cử, chúng tôi không những tuyên truyền cho nhân dân bầu đúng, bầu đủ số cử tri, mà chúng tôi còn phải tuyên truyền cho nhân dân là làm sao giãn cách xã hội để chống lây nhiễm COVID trong cộng đồng. Nên là một cuộc bầu cử hết sức đặc biệt đối với tất cả người dân. Để ngày hội non sông diễn ra thành công, đúng và đủ số lượng, đơn vị bầu cử số 6 phường Hợp Giang đã tiến hành tuyên truyền bằng nhiều biện pháp khác nhau, qua đó tạo được sự đồng lòng ủng hộ của cử tri. Để chuẩn bị cho công tác bầu cử thì chúng tôi cũng đã áp dụng rất nhiều phương pháp. Thứ nhất là tuyên truyền về bầu cử, thứ hai là tuyên truyền về công tác phòng chống qua rất nhiều nguồn. Thứ nhất là tuyên truyền bằng loa, thứ hai tuyên truyền miệng, thứ ba tuyên truyền qua Zalo thông báo đến, và thứ tư tuyên truyền qua các tổ chức đoàn thể trong tổ, như là các tổ chức cựu chiến binh, người cao tuổi, chi hội phụ nữ, ban công tác mặt trận. Chúng tôi tuyên truyền rất rộng rãi để người dân hiểu được cái trách nhiệm của mình và cái ý nghĩa của cuộc bầu cử, làm sao trong COVID nhưng mà cuộc bầu cử vẫn phải diễn ra thành công, tốt đẹp. Trong niềm vui của ngày hội non sông, mỗi cá nhân cầm lá phiếu để đi bầu cử thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân để lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Bên cạnh đó, người dân khi đi bầu cử đã thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thành công và an toàn của cuộc bầu cử có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đồng thời không thể không nhắc đến trách nhiệm của từng cử tri. Không chỉ trước trách nhiệm bầu ra những đại biểu đủ tầm, xứng đáng là đại biểu do dân bầu, mà còn có sự đóng góp đắc lực vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chuyển sang mục điểm báo. Ngày 23 tháng 5, quân và dân đảo Trường Sa lớn, thị trấn Trường Sa và 3 khu vực bỏ phiếu còn lại thuộc huyện Trường Sa trên đất liền đã thực hiện quyền bầu cử. Cuộc bầu cử năm nay là lần đầu tiên sau năm 1976, cử tri ở đảo Trường Sa lớn được thực hiện bỏ phiếu bầu cử cùng với nhân dân cả nước. Ngoài 20 khu vực bỏ phiếu ở các điểm thuộc thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây đã tiến hành bầu cử vào ngày 16 tháng 5 vừa qua. Khu vực bỏ phiếu thuộc đảo Trường Sa lớn, thị trấn Trường Sa và 3 khu vực bỏ phiếu còn lại thuộc huyện Trường Sa nằm trên đất liền cùng bỏ phiếu bầu cử với cả nước đúng ngày 23 tháng 5. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Khánh Hòa đã chủ động xây dựng kịch bản, phương án cụ thể, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất kỹ thuật để ứng phó với các tình huống. Để thực hiện cầu truyền hình từ thị trấn Trường Sa, Đài Truyền hình Việt Nam đã cử lực lượng phóng viên hùng hậu để đi tác nghiệp. Trong bối cảnh dịch bệnh thì việc tác nghiệp cũng vô cùng khó khăn. Ví dụ đoàn đi Trường Sa đã phải cách ly ở Cam Ranh 14 ngày trước khi ra đảo. Vừa qua, báo Tuổi Trẻ đã có phản ánh về việc là nhiều người dân đã nhận được căn cước công dân gắn chip. Mã QR được in ở mặt trước phía góc phải trên cùng của thẻ có chứa thông tin của số chứng minh nhân dân cũ, 9 số khi dùng điện thoại thông minh để quét mã. Tuy nhiên là không phải thẻ căn cước công dân gắn chip nào cũng có thể chứa số chứng minh nhân dân 9 số. Vậy công an giải thích như thế nào về việc này? Chúng ta hãy cùng theo dõi mục điểm báo ngày hôm nay. Về vấn đề này, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an cho biết thông tin số chứng minh nhân dân 9 số cũ mà công dân đã làm trước đây được thể hiện trên mã QR code của căn cước công dân gắn chip nhằm mục đích để người dân không còn phải cầm theo giấy tờ xác nhận khi đi giao dịch sau này. Đối với trường hợp công dân có yêu cầu được cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân, cơ quan công an vẫn tiến hành cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Trước đây, khi chuyển đổi từ chứng minh nhân dân 9 số sang căn cước công dân 12 số, người dân phải cầm theo giấy tờ xác nhận. Tuy nhiên, trong thực tiễn, xảy ra trường hợp không có thông tin số chứng minh nhân dân 9 số trong mã QR code trên căn cước công dân gắn chip điện tử.
nguyên nhân là do công dân không kê khai thông tin về số chứng minh nhân dân 9 số trong phiếu thu thập thông tin dân cư, nên trong cơ sở dữ liệu dân cư không có thông tin này. Về giải pháp khắc phục, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cho biết, đối với các trường hợp công dân đang thiếu thông tin về số chứng minh nhân dân 9 số trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hồ sơ cấp căn cước công dân, thì yêu cầu công an các địa phương tiến hành tra cứu, xác minh, bổ sung và cập nhật thông tin. Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19, xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn tăng trưởng dương. Mới đây, Việt Nam tiếp tục trúng được gói thầu xuất khẩu gạo đi Hàn Quốc, nhờ vậy thị trường lúa gạo trong nước trở nên sôi động. Một doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ vừa trúng được gói thầu xuất khẩu gạo đi Hàn Quốc với khối lượng 22.000 tấn. Với giá gạo xuất khẩu hiện tại, trừ các chi phí vận chuyển, doanh nghiệp thu về hơn $500 một tấn. Tính tới đầu tháng 5 năm 2021, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt gần 2 triệu tấn, mang về hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường, đặc biệt thực hiện hiệu quả mục tiêu kép đúng với chỉ đạo của chính phủ là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Số hóa và chuẩn hóa lấy mẫu xét nghiệm trên toàn tỉnh Bắc Giang từ ngày hôm nay 24 tháng 5 sẽ là thông tin trong mục điểm báo tiếp theo. Việc số hóa và chuẩn hóa lấy mẫu xét nghiệm sẽ giúp cho công tác truy vết, khoanh vùng và điều tra dịch tễ có sự thống nhất và hiệu quả. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, thời gian qua công tác lấy mẫu xét nghiệm còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến tốc độ xét nghiệm, truy vết. Cách thức tiến hành tại các điểm lấy mẫu chưa thống nhất, mỗi nơi một kiểu, một phương thức khác nhau. Nhiều điểm người dân tụ tập lộn xộn, chưa tuân thủ giãn cách an toàn. Các lực lượng chức năng ít xuất hiện, hỗ trợ cho quá trình lấy mẫu. Thời gian địa điểm phối hợp lấy mẫu chưa tốt, mất thời gian cho cả đoàn xét nghiệm và cả người dân. Công tác phối hợp giữa lực lượng y tế, cơ sở với nhân viên chưa tốt, dữ liệu còn ghi bằng giấy, chưa cập nhật kịp thời. Việc tổng hợp thủ công nên còn nhiều khó khăn, chậm, thiếu thông tin quan trọng về dịch tễ. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu đưa ra quy trình thống nhất trên toàn tỉnh, phục vụ công tác chuẩn bị, nhập thông tin khi tiến hành xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng, phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 24 tháng 5. Chuyển sang mục con số hôm nay. Giới chức thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc hôm 23 tháng 5 đã xác nhận số vận động viên chết trong khi tham gia đường đua Sea Marathon đã lên đến 20 người và nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt. Cuộc chạy đua Sea Marathon kéo dài 100 km dọc rừng đá Hoàng Hà trên địa bàn tỉnh Cam Túc hôm 22 tháng 5 đã diễn ra trong tình trạng thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Theo những người cứu hộ, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, khu vực đã xuất hiện mưa đá, mưa băng và gió giật. Cụ thể ở đoạn đường từ cây số thứ 20 đến 31, hãng tin AFP dẫn thông báo của chính quyền thành phố Bạch Ngân. Hậu quả là nhiều vận động viên bị hạ thân nhiệt do nhiệt độ không khí đột ngột xuống thấp. Đến nay, đã có 20 người chết và 1 người mất tích. Phía tổ chức và chính quyền địa phương đã cử hơn 700 người tham gia cuộc tìm kiếm và cuộc đua đã bị hoãn. Tính đến 3 giờ sáng ngày 23 tháng 5, 151 vận động viên đã được xác nhận an toàn. Theo thông báo, thì tổng số 172 người tham gia đường đua Sea Marathon lần này. Cam Túc giáp Mông Cổ ở phía Bắc và Tân Cương ở phía Tây. Trước đây, tỉnh này cũng xảy ra những đợt lũ quét và đất lở chết chóc. Năm 2010, hơn 1.000 người tại một thị trấn đã thiệt mạng vì lũ bùn. Một số loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhưng nếu ăn sống sẽ không an toàn, thậm chí có thể khiến bạn bị ngộ độc. Cùng theo dõi mục sức khỏe thường thức hôm nay. Khoai môn sống còn có các hợp chất gọi là oxalat có thể gây sưng tấy và kích ứng ở môi, miệng và cổ họng. Nếu khoai môn với sữa sẽ giúp giảm tác dụng của những chất độc này. Thịt heo sống hoặc chưa nấu chín có thể có những vi khuẩn như Salmonella, E. coli và Listeria. Thịt heo phải được nấu ở nhiệt độ ít nhất là 63 độ, sau đó được để nguội ít nhất 3 phút trước khi ăn. Hàu có thể nhiễm virus và vi khuẩn từ nước nơi chúng sống. Nếu không được nấu chín kỹ, người ăn có thể nhiễm các vi sinh vật này. Hàu có thể lây lan bệnh vibrioxid khiến bạn ốm nặng. Chúng cũng có thể lây lan virus viêm gan A. Gỏi hải sản sống. Một số loại hải sản sống như tôm có thể được ướp trong nước cốt chanh và ớt để tạo thành món gỏi, cũng như sushi. Món ăn này cũng có khả năng chứa vi khuẩn và ký sinh trùng gây ngộ độc thực phẩm. Hải sản cần được làm chín trong khoảng tối thiểu từ 63 đến 74 độ.
Trứng sống. Trứng sống có thể mang vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm, nên nấu trứng cho đến khi lòng trắng và lòng đỏ săn lại. Đối với các công thức yêu cầu trứng sốt như sốt Casa hoặc sốt Hallandai, chỉ sử dụng trứng đã qua tiệt trùng. Khoai mì. Vỏ củ khoai mì là phần chứa hầu hết các hợp chất cyanu, vì vậy nên bóc vỏ, ngâm trong nước trước khi chế biến và nấu chín kỹ để giúp loại bỏ các chất độc trong củ khoai mì, giúp bảo vệ an toàn cho sức khỏe. Nấu ăn. Nếu ăn khoai mì sống hoặc nấu chưa chín, bạn có thể bị tiêu chảy, đau dạ dày và nôn mửa. Khoai tây sống. Phần xanh của khoai tây và khoai tây mọc mầm có solanin và troconin, những chất độc có thể gây tiêu chảy, sốt, nhức đầu và nôn mửa. Cắt bỏ phần xanh và mắt, rửa sạch khoai tây trước khi chế biến, tránh ăn khoai tây đã mọc mầm. Hạnh nhân đắng. Hạnh nhân đắng cũng có chất độc cyanu tự nhiên, chỉ cần ăn một ít cũng có thể khiến bạn bị ốm. Hạnh nhân bạn mua ở các cửa hàng là hạnh nhân ngọt, rất an toàn để ăn. Đến đây chương trình Cao Bằng ngày mới của chúng tôi hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm đồng hành của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.